người đến với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay thì sẽ là video ai đang đến với bạn ở trong tháng 10 này. Chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn ngày hôm nay, 1, 2, 3 để xem là ai đang đến với bạn nha. Họ đến với bạn thì họ có thể là bất kỳ ai, cũng có thể là những người mà bạn đã quen biết rồi. Nhưng mà trong tháng 10 này họ mới có một cái tác động đặc biệt nào đó đến với các bạn chẳng hạn. Thì hãy chọn giúp mình một tụ bài ở đây để lắng nghe thông điệp xem ai đang đến với bạn trong tháng 10 nha. Ngày hôm qua, từ đêm hôm qua cho đến giờ là nó cứ mưa thôi mọi người ạ. Nó trời nó mưa mà nó không ngừng luôn ý, nó không ngừng nghỉ một chút nào mọi người ơi. Mình thấy là rất là nhiều chỗ đã bị ngập rồi. Nhà mình hiểu ngay chỗ đằng sau phòng mình là cũng bắt đầu có nước rồi. Hy vọng là nó sẽ sớm tạnh để có thể là còn trung thu nữa chứ đúng không mọi người. Ok, chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn, 1, 2, 3 ở đây. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1 nhé. Chào các bạn, đến với tụ bài đầu tiên. Đây là trẻ bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là ai đang đến với bạn trong tháng 10. Tụ bài này nó sẽ khá là đặc biệt khi mà có hai nhân vật cùng xuất hiện trong tháng 10 này của các bạn. Hai nhân vật này đến với bạn để làm gì? Đầu tiên, họ đến với bạn ở đây mình thấy rằng là có thể họ có xu hướng muốn theo đuổi các bạn và muốn nghiêm túc gì đấy với các bạn. Tức là đại loại là họ đã nhắm bạn vào một cái vị trí nào đấy như kiểu là một người có thể tìm hiểu và đi đến hôn nhân. Tức là hai người này khi họ tìm đến bạn là họ có xu hướng là muốn có thể là tìm hiểu để có thể phát triển xa và có thể đi đến hôn nhân. Tức là đại loại là hai cái người này mục tiêu của họ là kết hôn, là lập gia đình, kiểu như vậy đó. Cho nên là mình thấy rằng là khi mà hai cái người này tới, có thể họ tới cùng lúc hoặc một người tới trước một người tới sau trong tháng 10, nhưng đại loại là sẽ bị dồn cùng một lúc, đến cùng một lúc trong cuộc sống của các bạn. Mình thấy có thể với một số trường hợp thì những người này có thể là tự quen biết bạn thì họ tới thôi, hoặc cũng có những người khác nhiều khả năng hơn á, là có thể là sẽ do những cái người xung quanh các bạn giới thiệu, ví dụ như là bố mẹ bạn giới thiệu, hoặc là cô dì chú bác, hoặc là chị em bạn gì gì đấy, kiểu cảm thấy là bạn cũng đã có một cuộc sống tương đối ổn rồi, cho nên là họ muốn giới thiệu người này người kia tới để mà giống như là tìm hiểu nhau để đi đến hôn nhân luôn á. Đó, kiểu như vậy. Tức là cái tình cảm này mình cảm thấy rằng là nó không được quá tự nhiên đâu, mà tức là người ta đã xác định ngay từ đầu là ví dụ như bạn có những cái yếu tố này kia, ABCZ, công việc, nghề nghiệp, ngoại hình, người này kia các thứ. Tức là họ cảm thấy họ phù hợp với họ, và vì thế mà họ muốn tiến tới để có thể có một cái cam kết gì đấy với các bạn, có thể là kết hôn hoặc là gì đấy luôn, kiểu như vậy. Có thể cả hai người này cũng đang rất là sốt sắng trong cái việc là mong muốn lập gia đình rồi, mong muốn kết hôn ở đây rồi. Nhưng mà mình cảm thấy rằng là bản thân bạn chán ghét cái điều này. Bạn sẽ chán ghét hai cái người này vì hai cái người này không phải là cái thứ mà bạn muốn hướng tới ở đây. Tức là ngay từ đầu hai cái người này đã đặt rất là nặng cái vấn đề về mặt kết hôn, về mặt cam kết với nhau rồi. Mình thấy ở đây có hai nhân vật mình sẽ mô tả nhé. Cái nhân vật đầu tiên ở đây là một cái nhân vật mà có thể là tương ứng với tuổi bạn, hoặc là hơn bạn một chút tuổi, hoặc là thậm chí là ít hơn tuổi của bạn. Đó, đại loại là ngang ngang tuổi bạn thôi. Thì mình thấy rằng là cái người này họ có vẻ là trẻ trung hơn, và họ có vẻ là bắt kịp xu hướng trend hơn ấy. Cho nên là họ có cái cách mà họ biểu lộ tình cảm, hay là cái cách mà họ tán tỉnh, hay là tìm hiểu, hay là thể hiện bản thân của họ ấy, thì nó cũng gần tương ứng với các bạn. Còn một người nữa thì mình cảm thấy là họ sẽ nhiều tuổi hơn cái người đầu tiên. Và cái người này họ sẽ, theo mình thấy rằng là họ có thể đã là một cái người tương đối ổn về mặt cuộc sống của họ rồi. Nhưng mà cái người này mình cảm thấy là họ tương đối già dặn và có thể là nhiều tuổi hơn bạn. Cũng phải nhiều đấy, nhiều tuổi hơn đấy, từ 5 tuổi đổ lên đấy, 5 đến 7 tuổi đổ lên đấy. Tức là rất là nhiều tuổi hơn so với bạn, kiểu như vậy. Thì mình cảm nhận được rằng là bản thân bạn đều chán ghét và không thích hai cái người này. Cái điều hay mình thấy là cái điều mà các bạn thực sự mong muốn ở đây là các bạn mong muốn duy trì một cái cuộc sống cân bằng, và bản thân bạn cũng đang có những cái ước mơ mong muốn theo đuổi ở đây. Với một số bạn là các bạn muốn đi học tiếp, hoặc là các bạn muốn đi dạy, hoặc là các bạn muốn có một cái hoạt động gì đấy liên quan đến cái việc học hành cơ, giáo dục cơ. Chứ bây giờ các bạn chưa muốn dừng lại để kết hôn ở cái thời điểm này. Và bản thân các bạn cũng là cái người mà khá là thực tế. Trên đầu tiên ý, là cái người mơ mộng ấy, cái người nào mà mơ mộng, tức là cái người đầu tiên mà đến với bạn ấy, mà họ mơ mộng, mà họ lãng mạn này kia các thứ quá mức ý, thì mình thấy rằng là bạn cũng không thích. Mà cái người kia, cái người thứ hai kia lại theo mình thấy rằng là họ trưởng thành hơn, họ lớn tuổi hơn, nên họ có một cái nét gì đấy nó khô khan, thì lại cũng không phải là người có thể chiều được bạn. Cho nên thành ra ở đây á, là bạn không có thích hai người này. Và bản thân bạn cảm thấy là tự dưng lại bị đẩy vào một cái tình trạng là dối như bòng bong như thế này.
và bạn không hề muốn cái điều này xảy ra. Và bản thân bạn có thể có một cái quan niệm tình yêu nó khác với những người khác, và mình nghĩ là bạn đúng. Lý do ở đây á, là có thể là các bạn suy nghĩ về việc là tình yêu nó là một cái gì đấy rất là tự nhiên và không nên ép buộc, không nên, giống như là khi mà hai người đến với nhau á, hai người thích nhau, hai người sẽ đến với nhau, và sau trong quá trình hai người tìm hiểu nhau, yêu nhau đã đấy, sau đó rồi mình tính đến xa hơn như là kết hôn hay là sinh con hay là cái gì đó, chứ không phải là khi mà hai bên còn chưa thích nhau mà cái người kia đã muốn nói rằng là à anh muốn kết hôn với em, hay là em muốn kết hôn với anh, hay là gì đó, tức là đại loại là chưa gì đã xác định đến cái việc hôn nhân kết hôn đây rồi. Thì đúng, trong cái quan niệm của bạn ấy, trong cái mong muốn của bạn ấy, là bạn không tin vào những mối quan hệ đó. Chúng ta chỉ có thể lấy cái người mà chúng ta yêu thôi, đúng không? Nhưng mà ý là trong quan niệm của bạn ấy là bạn nghĩ là bạn sẽ lấy cái người bạn yêu, hoặc là hai người yêu nhau thì mới lấy nhau thôi, chứ không phải là chưa yêu, chưa có tình cảm, chưa gì hết, chỉ cảm thấy phù hợp với một số mặt nào đấy mà đã đề cập đến làm nghiêm túc hôn nhân thì bạn cảm thấy nó quá là phi lý đi. Và mình thấy rằng là mình thấy thật ra hai cái người này á, họ điều kiện của họ không phải là không tốt, tuy nhiên thì mình cũng có một cái cảm nhận giống như bạn, là giống như là có một cái điều gì đấy không ổn ở trong những cái mối quan hệ này, và mình thấy là đây không phải là những người mà bạn mong muốn tìm kiếm đâu. Ở đây chúng ta có lá The Devil này, thì mình thấy rằng là chính bạn cảm thấy rằng là những cái tư tưởng của những người xung quanh hoặc những sự áp đặt của những người xung quanh rất là độc hại đến các bạn, trong khi bản thân các bạn ấy còn đang rất là hăm hở hào hứng với tất cả những điều mà bạn đang cần và mong muốn khám phá trong cái cuộc sống này. Ví dụ như là về mặt giáo dục đó, về mặt giáo dục, về mặt học hành của các bạn, cho nên là mình thấy rằng là bạn sẽ có xu hướng từ chối họ, hoặc là cũng có cố miễn cưỡng nói chuyện đấy. Thế nhưng mà xong rồi cảm thấy là cũng chả đi đến đâu cả, cũng cố gắng mở lòng đấy, nhưng mà vẫn cảm cái sâu hẳm bên trong trái tim của bạn á, bạn thấy rằng là mình không phù hợp đối với những cái người này đó. Và có thể là cái điều đấy nó sẽ làm những cái người mà giới thiệu hai cái nhân vật này đến với bạn, họ cảm thấy rất là khó hiểu và rất là thuật lòng rồi này kia các thứ. Nhưng mà mình thấy rằng là cái quan niệm tình yêu hôn nhân của những cái người đó họ khác so với bạn, và mình thấy là mà nếu như mà bạn theo đuổi cái thứ mà các bạn hiện tại đang theo đuổi và suy nghĩ thì mình thấy là nó không sai đâu, nó đúng đấy, nó không sai đâu. Bởi vì quan niệm tình yêu của bạn có thể là bạn không muốn ai mai mối hay là những cái mối quan hệ mà nó xà lơ đâu, bạn chỉ muốn là bây giờ bạn sẽ gặp được cái người mà bạn thực sự thích, hai người cảm thấy thực sự phù hợp, yêu nhau đã rồi bắt đầu mình tính đến những cái yếu tố khác nữa đó. Nói chung là bạn thực tế thậm chí thực tế còn hơn cả một số người khác, cho nên là mình thấy rằng là không ai có thể ép bạn được. Và ở đây chúng ta có lá bài thiên thần của sự cân bằng ở đây á, thì mình thấy rằng là bạn sẽ phải học cách để có thể cân bằng những cái yếu tố trong cuộc sống, và giống như là cân bằng giữa những cái mối quan hệ ở đây, có nghĩa là bạn không đến với những người này hoặc từ chối những người này, nhưng mà bạn cũng làm sao để không mất lòng những người đã giới thiệu họ đến với cuộc sống của các bạn. Nói chung là khi hai cái lá bài này xuất hiện thì mình cảm thấy nó không tệ đâu. Nhưng mà khi mà cái lá The Devil này xuất hiện cùng với cái Union này nữa thì mình cảm thấy rằng là mọi người dường như đang muốn ép bạn lấy chồng, kết hôn hoặc là lấy vợ gì đấy. Ép rất là nhiều, và điều đấy là cái điều mà bạn không thích. Bạn mong muốn là mình trở thành một cái người có giá trị, có tri thức và phát triển về mặt tinh thần, về mặt nhận thức của các bạn nhiều hơn trước đã. Còn những người bạn cảm thấy là khi mà bạn phát triển đến một cái mức độ về mặt tri thức nào đó, kiến thức của bạn giỏi á, bạn bắt đầu bạn sẽ thấy là một vài người dường như họ đang giống như là suy nghĩ nó hơi có vấn đề, tức là kiểu như vậy đấy. Ok, thì đấy là tụ số 1 nhá. Mặc dù là có nhiều người tới nhưng mà tối vẫn 5-0. Không sao, quan trọng là chúng ta nằm với ai chứ, nằm với những người quan trọng nào ấy chứ, không phải là nằm bừa đúng không? Rồi, đấy là số 1 tan với số 2. Chào các bạn đến với tụ bài số 2. Trời mưa to quá. Với trải bài ngày hôm nay thì với câu hỏi đó là ai đang đến với bạn trong tháng 10, thì tụ bài này nó đi ngược lại so với cái chủ đề này. Tức là mình không thấy có một cái nhân vật nào cụ thể sẽ xuất hiện trong cuộc sống của các bạn cả, nhưng có người sẽ ra đi, có người sẽ kết thúc cái nhiệm vụ của họ trong hành trình của các bạn. Đầu tiên ấy, mình thấy rằng là các bạn biết tất cả những điều này có thể nó đang diễn ra luôn rồi, và trong tháng 10 này mọi thứ nó sẽ lên đến đỉnh điểm này. Đấy chính là có một cái nhân vật nào đấy họ sẽ làm một cái điều gì đấy sai trái với các bạn. Có thể họ đã làm một cái điều gì đấy khuất tất đằng sau lưng các bạn. Mình không biết người này là ai, cụ thể họ là ai, cụ thể cái vị trí, cái vai trò của họ như nào trong cuộc sống của bạn. Nhưng mình thấy là bạn rất là trống rỗng và rất là thất vọng khi mà bạn phát hiện ra được cái điều này.
Và nếu như mà bây giờ hiện tại bạn chưa phát hiện ra thì có thể là thời điểm tiếp theo bạn sẽ phát hiện ra nhé. Người này có thể với một số trường hợp họ có liên quan đến mặt công việc của các bạn. Ví dụ như là đồng nghiệp chơi xấu, hoặc là đồng nghiệp nói xấu, hoặc là họ làm một cái gì đấy mà có hại cho cái cho bản thân của các bạn. Thì mình thấy là bạn cũng suy đi tính lại rất là nhiều rồi, là bạn có nên giống như là ngắt cái mối quan hệ với cái người này hay không, có nên cắt đứt hay không, hoặc có nên thậm chí là bóc phốt hay là này kia các thứ hay không. Thì mình thấy rằng là bạn suy nghĩ rất là nhiều. Buồn một cái là có thể là bạn cũng khá là tin tưởng cái người này, hoặc là bạn nghĩ là cái người này vô hại đối với mình. Trên khi mà họ làm một cái điều gì đấy nó sai với bạn á, làm cái điều khuất tất đằng sau lưng các bạn cảm thấy rất là thất vọng ở đây. Và mình thấy rằng là bạn giống như là bạn rất là tức giận, và đôi lúc ấy mình thấy rằng là bạn còn suy nghĩ đến việc là bạn sẽ hành động một cái gì đấy để dằn mặt cái người này thật là mạnh mẽ cơ. Tuy nhiên á, mình lại cảm thấy là bạn sẽ không chọn cách đó, vì bạn nhìn mọi thứ ở một cái mức độ rộng hơn. Thứ nhất là người này có thể là họ sẽ chưa thể rời khỏi công ty ngay và luôn, và bạn vẫn có thể sẽ phải đối diện với họ, đối mặt với họ hàng ngày. Cho nên nếu như là cái việc của bạn căng đối với họ ấy, nó cũng không phải là có ích lợi gì, nhưng ít nhất bạn sẽ dằn mặt cho họ thấy rằng là bạn đã biết mọi thứ rồi đó. Và hãy ngừng cái việc đó lại trước khi mà bạn nổi điên, trước khi mà bạn lên cơn điên, ok. Và mình thấy rằng là bạn sẽ chọn cách dẹp cái mối quan hệ này, chấm dứt cái mối quan hệ này, không kết nối nữa, không nói chuyện nữa. Thì sau cái cú này này, chơi xấu này này, có thể là bạn, mình thấy là bạn bị tổn thương, bạn có những cái tổn thương kiểu tổn thương đặc biệt liên quan đến lòng tin ấy. Tại sao mình cũng đề phòng, mình cũng check rồi, cũng test rồi, mà tại sao kiểu giống như là vẫn lọt lại cái người này để mà họ có thể làm những cái điều đó đối với mình ấy. Nói chung là nó một cái sự thất vọng. Nhưng mà ở đây chúng ta còn lá bài 51 ở đây ấy, thì mình cảm thấy rằng là bạn sẽ được chữa lành. Đầu tiên là bản thân bạn tự chữa lành cho bản thân của các bạn trước. Cái thứ hai, nếu như những người xung quanh có ai đó mà họ biết về cái điều này á, thì họ có thể sẽ cho bạn những lời khuyên, những cái sự an ủi và giúp bạn phần nào đó trong cái việc bạn cảm thấy an lòng hơn. Và cái việc tiếp theo mà mình thấy là bạn sẽ làm ấy, đấy chính là các bạn sẽ tập trung rất là nhiều vào công việc tài chính tiền bạc của mình. Và bạn muốn phấn đấu, muốn phát triển. Nói chung điều này là một điều không ai mong muốn xảy ra cả. Không có người đến mà lại còn có người đi, mà lại còn có người rời đi, mà rời đi trong một cái cách mà mình thấy rằng là bạn khá là đau nữa. Nhưng mà thôi, hãy suy nghĩ mọi thứ nó rộng ra đi, rằng là cũng ít ra thì các bạn cũng đã phát hiện ra được điều này, còn hơn là để tiếp tục để cho họ dắt mũi hoặc là làm một cái điều gì đó xấu để gây ra một cái hậu quả lớn hơn trong cuộc sống của các bạn. Cái điều quan trọng theo mình thấy ở đây ấy, là các bạn không chọn tha thứ, các bạn không có chọn lương tay đối với cái người này, bạn không hành động, có thể bạn không quá là hành động kiểu chửi mắng hoặc là dữ dội với họ, nhưng mà bạn vẫn tỏ rõ một cái thái độ rằng là bạn không muốn cái người này họ tiếp tục làm những cái điều đó với mình nữa, và bạn đã biết rồi. Nhưng mà mình thấy là bạn thất vọng, bạn buồn khi mà những cái chuyện này nó xảy ra. Rồi đợi mình nhé. Mình thấy rằng là sau cái chuyện này á, các bạn có xu hướng thu mình lại, thu bản thân của các bạn lại, tức là kiểu các bạn đề phòng với mọi thứ ấy, và bắt đầu là có thể bạn hạn chế bớt những cái mối quan hệ xung quanh đến từ bên ngoài, và các bạn chỉ tập trung vào bản thân của mình nhiều hơn thôi. Và các bạn cũng ngồi lại để suy xét bản thân của mình là cái vấn đề của mình ấy là liệu mình có cái vấn đề gì trong cái câu chuyện này hay không, mà để cho những cái người này họ làm cái điều này với mình, và mình cần phải làm gì tiếp theo. Nói chung mình thấy rằng là mình cảm thấy là bạn có một cái giai đoạn như kiểu thất vọng vì cái điều này quá, nên là bạn tự rút vào bên trong bản thân và tìm kiếm cái câu trả lời đến từ bên trong. Mình thấy rằng là ok, em short. Bạn đưa ra cái suy nghĩ hoặc là cái cân nhắc trong cái việc là kết thúc cái mối quan hệ này hoặc là hủy bỏ cái mối quan hệ này á, sau một khoảng thời gian mà các bạn đã suy nghĩ rất là nhiều. Suy nghĩ cuối cùng thì bạn mới đưa ra được quyết định cho bản thân. Mình thấy thậm chí có một số bạn có thể là các bạn sẽ chọn đổi việc để khỏi phải nhìn thấy mặt của cái người này nữa. Hoặc một số khác là cái nhân vật kia họ sẽ chọn đổi việc, hoặc là chuyển team, chuyển nhóm, hoặc là chuyển một cái gì đó. Đại loại là mình cảm nhận là nó sẽ là một cái sự chuyển đi á. Một cái sự chuyển đi hay là một cái sự biến chuyển nào đấy để hai bên không còn có thể chạm mặt nhau được nữa và không có thể liên lạc gì đấy với nhau được nữa ở đây. Và mình thấy rằng là nếu như bạn có ý định chuyển việc á, thì mình thấy nó cũng vẫn tốt thôi, ok. Bởi vì kiểu cái lý do mà các bạn muốn chuyển ở đây là không muốn đối diện với người này á, hoặc là cảm thấy không khí quá ô nhiễm rồi. Khi mà cái người này họ hít thở chung bầu không khí với bạn, thì mình thấy rằng là
có vẻ ban đầu á, bạn sẽ cảm thấy cái điều này hơi khó khi mà bạn muốn chuyển đổi công việc. Nhưng mà sau đấy yên tâm, trong tháng này nếu như mà bạn có cái suy nghĩ đó ấy, thì mình thấy là bạn cũng sẽ tìm được một cái công việc tốt hơn. Sẽ có một cái cơ hội công việc đấy đến với các bạn. Tin tức về mặt công việc tài chính tiền bạc nào đó nó sẽ đến với bạn và giúp bạn có một cái sự biến đổi, một cái sự biến chuyển ở đây. Cho nên cái tụ bài này á, với câu hỏi ai đang đến với bạn trong tháng 10, không thấy có nhân vật nào cụ thể đặc biệt ở đây cả, nhưng sẽ có người rời đi, hoặc thậm chí bạn sẽ chọn rời đi khỏi cuộc đời của một ai đó. Ok, tiếp. Thông điệp dành cho số tiếp theo. Đôi khi những điều tốt đẹp thì nó bị ẩn giấu đi, nó bị che giấu đi. Ok, mình cảm thấy rằng là thời điểm hiện tại khi mà những cái điều này nó xảy ra, các bạn cảm thấy mọi thứ nó thật là tệ. Thế nhưng mà biết đâu nó lại là một cái bước ngoặt thay đổi cuộc sống của các bạn. Bởi vì đôi khi những điều tốt đẹp thì nó bị ẩn giấu đi và chúng ta chưa nhìn thấy nó, chúng ta không biết là nó là điều tốt. Ở đây chúng ta có lá bài đấy chính là sự thay đổi thì luôn tốt ở đây. Đôi khi khi mà cái sự việc người này họ xảy ra ấy, thứ nhất là họ đánh thức một phần nào đó bên trong bản thân của các bạn và các bạn nhận ra được cái vấn đề của bản thân của mình. Cái thứ hai là cũng có thể bởi vì cái lý do này cho nên là thứ nhất là nếu như họ rời đi khỏi công việc thì có thể là bạn sẽ được hưởng lợi một cái gì đó, hoặc là việc mà bạn rời khỏi cái công việc hiện tại để làm một công việc khác, để khỏi thì nhìn cái mặt cái người này nữa, thì có thể nó cũng sẽ giúp bạn làm một cái bước ngoặt nào đó đặc biệt trong cái công việc sự nghiệp tài chính tiền bạc của các bạn nha. Đó, cho nên là mình cảm thấy là ngày hôm nay chuyện nó có vẻ là không được tốt, nhưng chưa chắc đã là chuyện về sau nó đã là không tốt đâu. Chuyện tốt chưa hẳn đã tốt mà chuyện xấu chưa hẳn đã xấu. Các bạn có thể là Google cái câu chuyện tài ông thất mã nha. Đó, thì các bạn sẽ thấy là có những cái chuyện nó xảy ra, nhìn thì nó có vẻ là không tốt, nhưng mà ẩn đằng sau nó lại có một cái ý nghĩa đặc biệt nào đó ở đây. Thì đấy là tụ số 2, chúng ta đến với số 3 nhé. Ai đang đến với bạn trong tháng 10, hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Tụ bài này thì mình cảm thấy nó năng lượng nó khác so với hai cái tụ bài trước. Nó cũng có một vài nét tương đồng. Nét tương đồng đầu tiên là cái tụ bài này nó tương đồng với tụ bài số 1 ở cái việc đấy chính là sẽ có hai người đến với bạn. Nhưng mà cái tụ bài này á, nó tích cực hơn rất là nhiều. Đầu tiên á, mình thấy rằng là trước khi mà hai cái người này họ xuất hiện, hoặc là kể cả họ đã là bạn bè, hoặc là đã là một cái người nào đấy mà bạn quen biết trong cuộc sống các bạn rồi, nhưng mà trong tháng 10 này các bạn mới có cái sự tương tác đặc biệt với nhau chẳng hạn. Tương tác nhiều rồi liên kết nói chuyện nhiều kiểu như vậy á. Giống như mình có một cô em họ và dường như là hầu như là không, rất là ít khi nói chuyện với nhau, ít á, phải mấy năm chắc mình nói chuyện với nhau một lần đấy. Vậy mà tự dưng trong cái tháng vừa rồi mình lại gặp lại cô bé đó và giống như là bọn mình đã nói chuyện với nhau rất là nhiều, chia sẻ trao đổi với nhau rất là nhiều, thì đấy là một cái dạng được coi là đến nhá. Rồi chứ đừng nghĩ là người đến ở đây phải là một cái người mới hoàn toàn đâu. Ok, thì cái người này á, thì đầu tiên á, khi mà trong cái trạng thái mà trước khi mà họ đến với bạn thì mình thấy là có vẻ là các bạn đang rơi vào một cái trạng thái tương đối tuyệt vọng. Có thể là bạn đang cảm thấy không hài lòng với cuộc sống của mình, những thứ nó đang diễn ra. Thì đột nhiên hai cái nhân vật này xuất hiện và làm khuấy đảo cái cuộc sống của các bạn ở đây. Đầu tiên những người này có thể là những người bạn của bạn, những người đồng nghiệp của các bạn. Họ sẽ đóng vai trò là những người bạn đầu tiên nha. Rồi, và những cái người này mình cảm thấy rằng là hai người này như kiểu giống như là một cặp đôi. Có thể là hai người này cũng chơi với nhau, hoặc là nếu như họ không chơi với nhau mà bạn quen biết hai cái người này mà kiểu giống như là hai người này không quen biết nhau ạ, không có gì liên kết với nhau ạ, thì có thể là bạn quen hai cái người này riêng, ví dụ như một người ở nơi làm việc, còn một người thì ở là một người bạn quen cũ chẳng hạn, hay là một người bạn học chẳng hạn. Nhưng mình thấy hai cái nhân vật này sẽ là hai cái nhân vật có tác động rất là lớn trong cái tháng 10 này của các bạn. Đầu tiên thì mình cảm thấy rằng là cái mối quan hệ giữa bạn và họ là mối quan hệ trong vòng tròn bạn bè, tức là bạn bè, là đồng nghiệp, là chí cốt gì đấy, nói chuyện gì đấy với nhau rồi. Và mình sẽ phân tích về từng người nhá. Người đầu tiên là một người tính cách rất là quyết liệt, rất là mạnh mẽ, rất là lý trí. Và mỗi khi mà họ đã đưa ra quyết định là một là một, mà hai là hai, còn không có lằng nhằng đó. Và đồng thời cái người này có vẻ họ cũng sẽ hơi đanh đá đấy, hơi đanh đá và hơi sắt đá luôn. Cho nên nếu như ai mà động vào họ, họ sẵn sàng giương kiếm lên chém luôn, kiểu như vậy. Cái người số 2 ở đây á, là một cái người mà có thể là có một cái vẻ ngoài dịu dàng, hoặc là nhẹ nhàng, hoặc là sống tình cảm. Và khi mà bạn nói chuyện với họ, bạn luôn có một cái cảm giác giống như là được chữa lành ấy. Được chữa lành và kiểu như là một cái gì đấy nó rất là dịu dàng, rất là nhẹ nhàng ở đây. Và hai cái nhân vật này này
màu sắc của hai nhân vật này nó giống như là nó được truyền đến cho các bạn và khiến cho các bạn có được cả phẩm chất của hai cái người này. Tức là bạn sẽ biết khi nào mà bạn nên cần phải quyết liệt, phải đứng lên vì bản thân của mình, và bạn sẽ biết khi nào mà bạn cần phải nhường, phải nhẹ nhàng, phải dịu dàng, phải giống như là phải thoải mái đó, kiểu như vậy. Thì khi mà hai cái nhân vật này nó tới á, thì hai cái nhân vật này có rất là nhiều tác động đến với cuộc sống của các bạn. Có thể là họ vừa tác động về mặt công việc, tài chính, tiền bạc của các bạn, và có thể họ vừa tác động về mặt tình cảm của các bạn. Với một số trường hợp, nếu như bạn là nam thì mình thấy một trong hai người này hoặc cả hai người này sẽ thích bạn nha. Đấy là một số thôi. Còn nếu như mà trong trường hợp bạn là nữ đi đó, và bạn không có giới tính gì, không có cảm xúc gì với các bạn nữ đi, thì mình thấy rằng là có thể hai cái người này này, thứ nhất họ có thể giới thiệu công việc cho các bạn, thứ hai họ sẽ đem đến cho bạn một cái tin tốt, hoặc là gợi ý cho bạn về một cái công việc nào đấy, hoặc là đem đến cho bạn một cái tin rất là tốt liên quan đến công việc, tài chính, tiền bạc ở đây. Và mình thấy khi mà bạn chơi đối với những cái người này này, kết đối với những người này, thứ nhất là mình sẽ thấy các bạn giàu lên, các bạn sẽ có một cái khối lượng tiền bạc tài chính tốt lên nhờ cái việc bạn tiếp xúc với những cái người này. Mình không rõ cụ thể là những người này sẽ giúp bạn ở cái khía cạnh nào và ra làm sao cụ thể nó như thế nào, nhưng mình thấy rằng là mình cảm thấy bạn trở nên hạnh phúc hơn khi mà bạn tiếp xúc với những cái người này. Những cái người này thì mình nghĩ là có thể với một số trường hợp là họ sẽ hơn tuổi bạn, nhưng mà đây giống như một hội liên hiệp phụ nữ ấy, hội kiểu hội chị em bạn gì á. Và nếu như bạn là nam á thì cũng không sao nha, bạn là nam thì hai cái người này họ vẫn cứ giúp bạn thôi, không có vấn đề gì. Nhưng mà giống như là mình cảm thấy cái suy nghĩ của bạn, cái nhận thức của bạn được mở mang rất là nhiều khi bạn tiếp xúc với hai cái nhân vật này. Và tất nhiên là một phần đó đến từ tự thân bạn, tự bản thân các bạn, là các bạn nhận thức được rằng là hai cái người này có những cái điểm mà mình có thể học hỏi được. Thì mình thấy là khi hai người này tới, đầu tiên là sẽ làm biến chuyển về mặt công việc, tài chính, tiền bạc của các bạn. Mọi thứ sẽ dồi dào hơn, tốt hơn với các bạn nha. Có thể có một trong hai người này là họ sẽ có liên quan đến cái yếu tố nước ngoài, hoặc là đi xa gì đó ở đây, và có thể họ rủ bạn đi cùng, hoặc là muốn bạn đi làm việc chung hay là như nào đó. Thì đấy là một trong hai người có cái điều này. Cái thứ hai nữa, mình cảm thấy hai cái người này sẽ là hai cái người có thể tư vấn tình cảm cho các bạn, hoặc là đem đến tình yêu cho các bạn nha. Đây chúng ta có door to romance. Thì mình thấy là cái cánh cửa của cái tình cảm lãng mạn ấy nó sắp mở ra trong cuộc sống của các bạn rồi. Và hai cái người này tới, có thể là họ sẽ mai mối, sẽ giới thiệu những cái nhân vật nào đấy đến với cuộc sống của các bạn. Đó, và bắt đầu là giã đông các bạn đấy. Đúng như kiểu hai người này đến thì giã đông các bạn, làm tan chảy cuộc sống của các bạn đấy. Đó. Thì hai cái nhân vật này mình không biết ai giúp bạn ở cái lĩnh vực nào, nhưng mà hai người này mình cảm thấy cũng rất là có duyên. Có thể sau này hai người này sẽ chơi với nhau nha. Lý do mà chơi với nhau là bởi vì thông qua bạn, tức là bạn là nhân vật trung gian giữa hai cái người này. Và mình thấy là khi mà những cái người này đem đến cho bạn những cái tư tưởng mới, những cái thay đổi mới ở trong cuộc sống á, thì bản thân các bạn cũng khá là lo lắng, bởi vì các bạn chưa bao giờ được tiếp xúc với những cái điều thay đổi này cả, cho nên là các bạn cũng hoài nghi á, các bạn không biết là có nên tiếp thu không, có nên tiếp nhận hay không. Nhưng ở đây thì mình thấy rằng là bạn đang đứng trước một cái ngưỡng cửa, một cái cánh cổng nào đó rồi. Và cái cánh cổng này nó nói về việc là hiện tại cánh cổng này đang đóng, nhưng nếu như bạn biết cách để tìm cách để mở ra được nó ấy, thì bạn sẽ đến được với những cái kết quả không tưởng, những cái chiến thắng không tưởng dành cho các bạn. Thế hai nhân vật này như kiểu quý nhân phù trợ tự nhiên bước vào trong cuộc sống của các bạn, quý nhân ấy giúp đỡ các bạn. Thì thật ra mình cảm thấy giữa bạn và hai cái người này có một cái duyên nợ nào đó từ những cái kiếp sống trước, hoặc là trong quá khứ bạn cũng đã từng giúp đỡ những cái người này. Thì bây giờ những cái thứ mà bạn giúp đỡ ấy, nó đã đủ lớn rồi, và nó quay ngược lại để nó giúp đỡ các bạn. Cho nên là nó sẽ rơi vào hai trường hợp. Thứ nhất, trước kia bạn cũng đã từng giúp đỡ họ. Nếu như trước kia chưa từng giúp đỡ thì có thể là trong những cái kiếp sống trước bạn đã giúp đỡ hai người này rất là nhiều. Nói chung đây là một cái nhân duyên, mình cảm thấy nó là một cái nhân duyên rất là đặc biệt. Khi mà nó đột nhiên nó xuất hiện ở đây, mình cảm thấy hai người này đều rất là đặc biệt nha. Họ không phải tầm thường đâu, họ không phải là người tầm thường đâu, họ cũng đặc biệt lắm trong cái suy nghĩ và trong cái cuộc sống của họ luôn. Cho nên là bạn hoàn toàn có thể, giống như là có thể thoải mái đối với những cái người này. Và đặc biệt là khi mà họ xuất hiện vào những cái lúc mà các bạn đang bối rối nhất, đang rối ren nhất, là không biết là mình nên làm gì và mọi thứ ra sao, thì mình thấy đây là một cái tụ bài rất là tích cực và rất là tuyệt vời. Thì nếu như bạn có gặp cái người này á, những người này hãy quay trở lại đây để báo tin cho mình biết. Rất là nhiều bạn đã quay trở lại báo tin rồi, nhắn tin này, rồi là inbox cho mình trong Instagram, tức là bất kỳ nơi đâu, trang mạng xã hội nào các bạn có thể nói với mình thì các bạn đều có thể nói nha. Ok. Và không hẳn là hai người này sẽ xuất hiện cùng lúc đâu, mà có thể là sẽ có một người xuất hiện trước và một người xuất hiện sau nhá. Ok, thì đấy là số 3.